Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019, mời các bạn xem bản tin Giấu Trung Quốc, Hà Nội bỏ đu dây, giả làm thinh, Phú Trọng dùng chữ nhẫn. Và quả thực trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết Việt Nam đã phải chuẩn bị trước cho việc thay thế và rời bỏ hệ thống vũ khí dành cho không quân cũng như các lực lượng hải quân từ thời Liên Xô trang bị trước đây. Và gần đây các bạn đã biết những cái thông tin mà Việt Nam bắt đầu đưa phi công sang Mỹ để huấn luyện. Và điều đó các bạn có thể xem những cái thông tin mà báo chí quốc tế cũng như một số tờ báo trong nước đã đăng. Đó là việc quy trình tuyển dụng phi công Việt Nam cho khóa huấn luyện tại Mỹ. Và Thượng úy Đặng Đức Toại hôm 31 tháng 5 trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo chương trình lãnh đạo hàng không, viết tắt là AEP của Không quân Mỹ. Anh là một trong 10 ứng viên được lựa chọn tới Mỹ để học tiếng Anh từ năm 2016 và trải qua 12 tháng huấn luyện ở căn cứ không quân Columbus của bang Mississippi. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem những trên những cái trang tin của các nơi đã đăng về hình thức mà Việt Nam bắt đầu hợp tác với Hoa Kỳ vì vấn đề đào tạo không quân và phi công. Sở dĩ tại sao có điều đó? Bởi vì theo như một bài báo ngày hôm nay bắt đầu đăng tải, đó là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng rất rõ về việc là đã đến lúc Việt Nam chấm dứt chính sách đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Và đây là nội dung của bài báo đó. Và trong đó miêu tả rất rõ lý do vì sao và Việt Nam nên từ bỏ cái thái độ là đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Vì rõ ràng chính sách đó sẽ không có lợi. Và khi mà Việt Nam đã hợp tác với Mỹ và điều này đã trở thành hiện thực ngay sau Mỹ, khi Mỹ đã dỡ bỏ cái cấm vận hoàn toàn lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào giữa năm 2016. Hình ảnh mà các bạn đã xem và xin chia sẻ thêm đó là việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và Tổng thống Mỹ Barack Obama lúc đó đã tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam và nói rằng là Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Obama quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận để thể hiện sự thay đổi, phát triển cho quan hệ song phương giữa hai nước và không liên quan đến Trung Quốc hay một quốc gia thứ ba nào khác. Thì các bạn xem những cái ngôn ngữ và ngôn từ mà các nhà ngoại giao cũng như là những người lãnh đạo chính trị họ thường xuyên sử dụng ở trong những cái cuộc gặp và những cái tuyên bố đó là không liên quan đến Trung Quốc hay một quốc gia thứ ba nào khác. Và chúng ta phân tích tại sao khi ông Obama lại nói như vậy. Vì các bạn đã biết từ trước đến nay Việt Nam luôn luôn mua và sử dụng những loại vũ khí được Trung Quốc sản xuất hoặc là Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga sản xuất. Nhưng bây giờ Việt Nam đã có nhu cầu rất lớn trong việc mà mua và trang bị thêm những loại vũ khí hiện đại hơn nữa và khác chủng loại so với vũ khí mà Trung Quốc đang sở hữu. Đó là những thiết bị quân sự của Hoa Kỳ, cái điều mà Trung Quốc không được phép mua từ Mỹ. Và bởi vì Việt Nam đã sớm nhận ra khi họ sử dụng cùng loại vũ khí với Nga cũng bán cho Trung Quốc thì khả năng bị áp chế điện tử vô hiệu hóa sẽ diễn ra rất nhanh. Đặc biệt khi Trung Quốc mua cả những cái công nghệ của Nga để tự sản xuất máy bay và các loại tên lửa hành trình cho mình. Điều đó các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số trang báo trong nước. Trong thời gian qua đã đăng tải liên tục nhiều vụ tai nạn máy bay sản xuất từ thời Liên Xô hoặc là sử dụng công nghệ của Nga và lập tức khi bay ra vùng trời ở ngoài Biển Đông thì đã bị mất tích hoặc là bị tai nạn một cách rất đáng ngờ và khó không tìm được nguyên nhân. Thì đấy là cái điều mà chúng ta phải cân nhắc trong thời gian tới khi sử dụng vũ khí, khi đấu tranh với Trung Quốc nên dùng những thiết bị quân sự của những nước phương Tây thì không cùng hệ thống với Nga và Liên Xô trước đây thì điều đó Trung Quốc sẽ khó hơn trong việc áp chế điện tử. Và đương nhiên các bạn có thể xem thêm những cái thông tin mà một số báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải, đó là Nga sẽ ưu ái bán Su-57 cho Trung Quốc. Vì sao? Một số hãng tin cho biết chính phủ Nga sẽ bán cho Trung Quốc một phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 mới nhất của mình trong tương lai gần. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem những cái thông tin đó ở trên những trang báo. Và đây là chiếc máy bay rất hiện đại hàng đầu của Nga mà bây giờ khi Nga đã đồng ý bán cho Trung Quốc thì có nghĩa là tiềm lực quốc phòng của Nga sẽ được san sẻ cho Trung Quốc và Việt Nam sẽ khó mà đương đầu được với những cái lực lượng không quân hùng mạnh của Trung Quốc cộng thêm những cái kỹ thuật hiện đại nhất của Nga được cung cấp cho họ. Và Trung Quốc đã tiếp nhận trước đó là 24 máy bay Su-35 và trong vòng 2 năm tới quốc gia này sẽ quyết định hoặc mua thêm Su-35 hoặc là lắp ráp Su-35 ở Trung Quốc
hoặc thậm chí là mua máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga. Đây là cơ hội lớn dành cho Su-57E, vị quan chức quốc phòng Nga cho biết nhiều khả năng Su-57E sẽ được chính thức trình làng tại triển lãm hàng không Dubai được tổ chức vào tháng 11 năm 2019 tới đây. Và với những cái thông tin đó thì các bạn phải biết rằng, có thể biết rằng là Trung Quốc họ không những mua mà họ sản xuất cả những chiếc máy bay này. Thì đương nhiên khi Việt Nam sử dụng những máy bay cùng công nghệ đó là dòng Su-35 thì sẽ bị áp chế điện tử và đương nhiên là sẽ rơi mà không thể biết nguyên nhân được. Và trong tương lai Việt Nam sẽ lặng lẽ tất nhiên để thay thế dần các loại thiết bị cũ, chuyển sang dùng nhiều các loại vũ khí và khí tài của Mỹ để có sức đối kháng với hệ thống của Trung Quốc sản xuất trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy mà Mỹ đã ủng hộ rất nhiều Việt Nam về mặt quốc phòng trong thời gian vừa qua để bảo vệ chủ quyền biển đảo, đó là Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ mà một số trang báo quốc tế đã đăng. Và Trung tướng Nguyễn Quang Đạn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và chuẩn đô đốc tuần duyên Hoa Kỳ Meche Haycock, trợ lý tham mưu trưởng về quân dụng và cán bộ chuyên trách quân dụng tại lễ giao tàu tuần duyên trọng tải cao ở Honolulu, Hawaii cho Việt Nam. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu USD. Tổng thống Donald Trump cũng chào bán máy bay và tên lửa trong cuộc gặp với quan chức Việt Nam khi ông tới Hà Nội trong thời gian vừa qua. Và đây là những cái tiết lộ về thông tin quân sự mà Việt Nam đang hợp tác với Hoa Kỳ. Và điều đó phải khẳng định với số lượng mua ban đầu chỉ 100 triệu USD chưa nhiều, nhưng đó là một cái sự khởi đầu mà Việt Nam cần phải có, đặt cái nền móng cho cái việc phát triển quân sự và hợp tác quân sự với Mỹ và các nước thuộc khối NATO. Và cũng chính vì điều đó mà Việt Nam đã được phép gửi phi công sang Mỹ để bắt đầu được đào tạo, để khi mà Việt Nam mua sắm hoặc là những loại vũ khí hiện đại hoặc là máy bay chiến đấu từ Mỹ thì đương nhiên để phải có lực lượng đào tạo và sử dụng những chiếc máy bay đó cho cái việc bảo vệ chủ quyền của mình. Để làm được những điều trên thì đương nhiên là cần phải có sự chủ trương thống nhất từ Bộ Chính trị mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và Bộ Chính trị tất nhiên cũng phải hiểu rằng là khi Việt Nam thân thiện và mua nhiều loại vũ khí của Mỹ thì Trung Quốc tất nhiên là sẽ không vui vẻ gì và họ sẽ tìm mọi cách để gây cái khó khăn và sức ép cho Việt Nam. Và cụ thể nhất mà chúng ta thấy cái hình ảnh mà vừa rồi Việt Nam đã phải đương đầu đó là việc Trung Quốc đưa những cái tàu rất lớn, đó là tàu giàn khoan vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và dường như là họ chuẩn bị đặt những cái giàn khoan ở ngay cạnh bờ biển Việt Nam mà phía Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Việt Nam không thể làm gì được với những chiếc tàu như thế này, bởi vì đi kèm với nó là cả một bộ máy, là cả một loạt rất nhiều tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc sẵn sàng đâm chìm hoặc hỏng bất cứ chiếc tàu nào lại gần những cái chiếc tàu cẩu lớn khổng lồ, thuyền nước lớn nhất thế giới này của Trung Quốc, hoặc là những cái tàu thăm dò Hải Dương 8 như chúng ta vừa chứng kiến trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn nữa là các bạn thấy chiếc tàu cẩu này nó nằm ở trong, nó đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngày 3 tháng 9 thì tàu cẩu khổng lồ Lan Trinh của Trung Quốc cách đường cơ sở của Việt Nam chỉ có 11 hải lý mà thôi, tức là khoảng 20 km. Và từ địa điểm đó đến đảo Lý Sơn cũng chỉ có 30 hải lý, và vào trong vùng đất liền và bờ biển của Quảng Ngãi cũng chỉ khoảng 30 hải lý mà thôi. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm khi Trung Quốc rất trắng trợn và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhưng Việt Nam cho đến giờ phút này, những cán bộ cấp cao nhất, đó là tam trụ của Việt Nam, gồm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gồm có ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ tịch Quốc hội, cũng chưa có bất cứ một tiếng nói nào lên án thẳng thắn Trung Quốc khi họ xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà phải dành cái điều đó cho những cái nước khác như Mỹ và một số nước khác đã can thiệp giúp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy thêm những cái thông tin mà một số báo chí quốc tế bắt đầu đăng, đó là Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Và Bộ Quốc phòng Mỹ hết sức quan ngại trước các nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên khắp các khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo của Bộ Quốc phòng đã đưa ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua về việc Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và mặc dù Việt Nam rất muốn giấu nhưng vẫn phải đưa ra cái quân bài của mình để răn đe Trung Quốc trong thời gian tới. Đó là việc đã có cái chuyến thăm đột xuất của hai đại tướng Mỹ tới Hà Nội trong thời gian vừa qua giữa căng thẳng Biển Đông. Và không những đến thăm mà họ đã lập tức tổ chức họp báo chí và trả lời mọi câu hỏi một cách rất rõ ràng và cụ thể. Điều đó khẳng định rằng là Mỹ
sẵn sàng đứng bên cạnh Việt Nam để ủng hộ Việt Nam, và tất nhiên bên cạnh đó là NATO và những cái nước khác để đấu tranh giành cái quyền tự do hàng hải và tự do hàng không trên cái vùng Biển Đông và trong cái vùng lãnh thổ của Việt Nam, cũng như vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà Việt Nam đang được sở hữu. Và phía Mỹ cũng không cần giấu giếm nữa, họ đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam chống lại chính sách bành trướng bá quyền Trung Quốc rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, bằng những cái thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, bằng những cái thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ và bằng rất nhiều những cái hành động khác mà các bạn đã chứng kiến. Và tất nhiên các nước đồng minh quân sự của Mỹ cũng được huy động vào cuộc chiến tổng lực này để ngăn chặn Trung Quốc thôn tính ở Việt Nam và Biển Đông. Đó là việc những cái nước như Đức, Anh, Pháp cùng đồng loạt lên tiếng về việc Trung Quốc không được vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hiện nay và Việt Nam tất nhiên hiện nay là nạn nhân của một cuộc chiến xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc đang gây ra đối với nước này, vì liên tục phía Trung Quốc đã điều những tàu hải cảnh, những tàu hộ tống cùng những cái tàu thăm dò đến trực tiếp cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, có lúc cách chỉ khoảng 83,7 hải lý, tức là 155 km nếu mà tính theo cái đường biển, thì điều đó gây rất nguy hại đến cái việc an ninh biển đảo của Việt Nam. Và cụ thể các bạn có thể nhìn thấy những cái đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 vào ngày 1 tháng 9 đã được ghi nhận. Và tất nhiên là những cái thông tin này thì các bạn không được chứng kiến và không được những cái công ty truyền thông hoặc là những cái hãng truyền thông ở trong nước, bởi vì họ là báo chí nhà nước, họ đã giấu giếm đi rất nhiều những cái chi tiết cụ thể và những cái điều nguy hiểm mà người dân Việt Nam cần phải biết trong thời gian tới. Và đương nhiên thông qua cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và gây sức ép với Việt Nam và tìm mọi cách xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam, thì đây cũng là một cái cơ hội vàng cho Việt Nam nếu biết tận dụng ngay sự ủng hộ của quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình trong thời gian tới. Và tất nhiên trách nhiệm lớn nhất hiện nay đổ dồn lên ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt trong chuyến đi Mỹ được dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới để gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như có, nếu đi thì họ sẽ chuẩn bị những cái văn kiện để ký kết hợp tác. Và điều này đang được thế giới và quốc tế trông đợi, cũng như rất nhiều người dân Việt Nam trông đợi ở việc đó. Và rõ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đăng Việt Nam vận động hành lang để ông Trọng thăm Mỹ vào tháng 10. Chuyên gia chính trị Việt Nam Cathay cho biết chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng, và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ được diễn ra vào tháng 10 tới. Và đây là thông tin mà báo chí nước ngoài đã đăng tải. Và cái việc này là rõ ràng là Việt Nam đang tìm mọi cách vận động hành lang để đạt được cái điều đó. Và khi mà Việt Nam chủ động thì đấy là cái điều đáng mừng trong tình hình mới. Và nếu ông Trọng, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ở Việt Nam vượt qua được cái bóng đen của quá khứ, vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, đưa đất nước chuyển sang thể chế dân chủ, thì có thể hợp tác toàn diện hơn với các quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, tránh cho trên 90 triệu người dân Việt Nam một cuộc chiến đẫm máu với Trung Quốc khi bị nước này thôn tính trên Biển Đông. Và tất nhiên cũng qua hành động này thì bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sửa chữa được một phần lỗi lầm của mình trong quá khứ, điều đó sẽ được nhân dân ghi nhận. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và các bạn hãy chia sẻ video này cũng như bình luận và để lại những câu hỏi và những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại.